Phát biểu sau khi Thủ tướng Malaysia thông báo những thông tin điều tra mới nhất liên quan đến chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất liên lạc tại buổi họp báo vào chiều ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết Trung Quốc rất coi trọng những thông tin mới mà chính phủ Malaysia vừa công bố. Theo ông Tần, thì các chuyên gia kỹ thuật của Trung Quốc đang trên đường đến Malaysia để phối hợp điều tra. Trung Quốc cũng sẽ liên lạc với các quốc gia và tổ chức quốc tế liên quan để tiến hành tìm hiểu phán đoán. Ông này cũng cho rằng thời gian là sinh mệnh. Trung Quốc thúc giục phía Malaysia căn cứ theo tình hình mới, tiếp tục mở rộng và xác định phạm vi tìm kiếm.